Xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ? chương 131, Lăng Mộc, nam nhân đứng trên bậc thang cao nhất, từ ngước nhìn trở thành nhìn thẳng, sau đó cục mắt nhìn hắn cuối cùng cũng tìm được ngươi. Sau nhiều năm mai danh ẩn tích, y đã lục tung cả yêu giới lẫn nhân giới nhưng lại không thể tìm ra nam nhân này. Chưa từng tồn tại thì sao có thể tìm thấy? Sở Mộ Vân không nói một lời nhìn y. Hai người cứ nhìn thẳng nhau, dường như chỉ cần nhìn như vậy thì khoảng thời gian xa cách sẽ biến mất, dường như thời gian sẽ đảo ngược, quay lại lúc ban đầu, vào khoảnh khắc tốt đẹp nhất. Đáng tiếc, tất cả chỉ là dường như. Sở Mộ Vân không hề báo trước mà vung tay lên, trường kiếm phá không mà tới. Cơ thể hắn như rồng, khí thế như hổ, kiếm khí quét ngang không gian, ra tay đều là sát chiêu chí mạng không chút tình cảm. Lăng Huyền cầm kiếm chống đỡ, hai thanh thần khí va vào nhau, cường thế khiến tím kim loại va chạm biến mất, uy thế mạnh đến mức dung chuyển cả sơn môn. Đứng trước kiếm phong, mày Lăng Huyền khẽ nhếch, khoe mắt tràn ngập cuồng nhiệt, trăm năm không gặp, người đón tiếp ta như vậy. Sở mộ vân mỉm cười, không thích sao, vừa dứt lời, hắn đã nhanh chóng lùi về sau, trường kiếm hóa roi, trông mềm mại nhưng lại vô cùng cứng cáp, đánh thẳng mặt. Lăng Huyền phản ứng rất nhanh, lùi về sau trốn tránh tuy nhiên vẫn bị đôi roi quét qua gò má máu tươi tràn ra dù vết thương không sâu nhưng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ như vậy vô cùng ghê người sở mộ vân không dừng lại chút nào khinh thân hung hăng đánh vào dưới bụng của y đồng tử lang huyền co rút nghiêng người tránh khỏi trong chớp mắt một quả cầu lửa lướt ngang qua y rồi nổ tung trên bậc thang bạch ngọc tạo thành một hố đen đáng sợ nếu vẫn không nghiêm túc sở mộ vân nhìn y chằm chằm còn môi ta sẽ giết ngươi. Còn chưa dứt lời, sở mộ vân đã ra chiêu thứ hai. Lăng huyền nhíu mày, trong mắt bốc lên ngọn lửa, cả người như bốc cháy, âm hàn rút đi chỉ còn cuồng vọng khắc trong xương tùy. Lăng mộc, sẽ có ngày ta đánh bại ngươi, đến khi đó ngươi muốn chạy cũng không được. Trong nháy mắt hai người đã so được trăm chiêu, sở mộ vân không muốn phá hủy lăng vân tông mà mình vất vả xây dựng cho nên vừa đánh vừa lui. Đến khi rời xa tông môn, hắn mới dùng toàn lực để đánh thắng Lăng Huyền. Một hồi chấn động, mặt trời lặn mặt trăng mọc, sở mộ vân cuối cùng cũng khóa được ít hầu Lăng Huyền, thành công chấn áp được tiểu lang Huyền trưởng thành. Lăng Huyền nhìn hắn với ánh mắt không thay đổi, không hề nản lòng vì thua cuộc mà càng cháy lên chiến ý mãnh liệt đó là khát vọng chiến thắng bằng mọi giá, đó là tinh thần chiến đấu cuồng nhiệt khắc sâu vào xương tùy. Đó là bản tính, phẫn nộ, khắc sâu vào xương tùy của y sở mộ vân đã nhìn ra hắn khẽ cười đúng là không có gì tiến bộ lang huyền bỗng cầm lấy tay sở mộ vân sở mộ vân muốn tránh thoát hoặc nói là giết y đều dễ như chờ bàn tay bởi vì tiểu lang huyền đã không còn sức lực đánh nhiều ngày như vậy hai người đã phân thắng bại từ lâu sở mộ vân không chỉ hơn y một chút ngay từ ngày đầu tiên hắn đã có thể dễ dàng nhìn nát y đánh lâu như vậy chỉ để khiến y tâm phục khẩu phục đương nhiên dường như đối phương không hề chịu phục sở mộ vân vừa định mở miệng lăng huyền đã kéo hắn lại cắn lên môi hắn sở mộ vân có thể tránh thoát nhưng hắn lại không làm vậy tuy nhiên cũng không đáp lại dường như lăng huyền đang chút giận mà siết chặt cổ hắn điên cuồng càn quét khoang miệng không ngừng đòi hỏi lại giống như đang tìm kiếm gì đó sở mộ vân có thể cảm nhận được sự phẫn và không cam lòng che trời lấp đất đến từ nụ hôn này vì hắn rời đi mà phẫn nộ vì bị vứt bỏ mà phẫn nộ, vì trăm năm không gặp mà phẫn nộ. mãi đến khi lăng huyền buông hắn ra, ôm hắn vào lòng, cất tiếng khàn khàn bên tai hắn, vì sao lại bỏ đi? sở mộ vân gác cầm lên vai y, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ngươi không có tư cách trói buộc ta. tay lăng huyền đang ôm hắn siết chặt, sở mộ vân vươn tay ra sau lưng, từng chút một bẻ tay y ra, dáng vẻ thong thả nhưng lại vô cùng cứng rắn thoát khỏi cái ôm này. ta à, huyền ta còn có chuyện phải làm, không thể ở cạnh ngươi mãi. Ánh mắt Lang Huyền dần trở nên lạnh lẽo, sở mộ vân nhìn y, đột nhiên cong môi cười dịu dàng, ngươi không thể khống chế được, trên đời này có vô số việc ngươi không thể thay đổi được. Câu nói quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, Lang Huyền mở miệng theo bản năng, ta có thể. Sở mộ vân không quan tâm, cục mất, chậm rãi nói, vậy thì thử xem. Nói xong, tay sở mộ vân phát lực, đẩy Lang Huyền ra ngoài bụi đất bay lên, nam tử tóc đỏ đụng phải bức tường phía sau mới dừng lại được. Sức đẩy rất lớn, sau một tiếng ầm lớn, vô số đá vụn rơi xuống, gần như chôn vùi dáng người thon dài kia. Sở mộ vân không thèm nhìn, quay người trở về Lăng Vân Tông. Ba năm sau, Lăng Huyền lại đến Lăng Vân Tông lần thứ hai. Sở mộ vân lạnh lùng nhìn y, Lăng Huyền nhướng mày, nở nụ cười lộ hàm răng trắng, gọi hắn, sư huynh trở thành đệ tử thứ sáu của lăng tiện cũng là vị kiêu ngạo khó thuần nhất thuật đại hành đã thành sở mộ vân cũng không ngại để lăng huyền ở lại lăng vân tông tuy nhiên hắn vẫn là mộ nhân canh giữ cảnh thân xác tương ứng nói ra cũng thú vị trong cơ thể lăng túc vân rõ ràng đang nuôi dưỡng sợi du hồn của lăng huyền hai người gặp nhau nên thấy thân cận mới đúng nhưng sự thật lại là lăng túc vân rất ghét lăng huyền lăng huyền thì luôn muốn giết lăng túc vân sau khi sợi du hồn hoàn toàn dung hòa với Lăng Túc Vân, Lăng Túc Vân đã trở lại là chính mình, không giống Lăng Huyền chút nào, ngược lại nhận thức càng đi xuống, tu vi cũng chứng lại, tiền đồ không có gì đáng nói. Tư chất như vậy lẽ ra không thể khơi dậy tính hiếu chiến của Lăng Huyền, nhưng Lăng Huyền lại không che giấu được sát tâm với gã. Nguyên nhân là gì, Sở Mộ Vân đương nhiên biết, bởi vì hắn che chở cho Lăng Túc Vân khắp nơi, gần như như hình với bóng sau khi lăng huyền gia nhập lăng vân tông sở mộ vân không cùng y giao chiến nữa tuy nhiên một lần lăng huyền ngộ thương lăng túc vân lại khiến sở mộ vân tức giận đó là lần thứ hai sở mộ vân giao chiến với y hơn nữa còn là đơn phương nhìn nát kể từ đó lăng huyền luôn để mắt đến lăng túc vân bởi vì chỉ cần y ra tay với gã sở mộ vân chắc chắn sẽ giao chiến với y hơn nữa còn không nương tay tràn ngập sát khí quyết chiến sở mộ vân vì lăng túc vân trả giá mọi thứ, từ thiên tri kiêu tử trở thành chó trông cửa. Lăng huyền đi chạy khỏi đảo, sát nghiệp nặng nề khiến lòng người tức giận, cuối cùng bị trục xuất khỏi lăng vân tông. Thời gian gặp tham ăn còn không đến trăm năm, mà sở mộ vân vẫn còn chuyện chưa làm. Chương 132, trăm năm sau, tham ăn giết chết lăng túc vân, lúc đó sở mộ vân cũng ở hiện trường, vì vậy hắn muốn giải quyết vấn đề này. Nếu thân xác tương ứng chết, thuật đại hành bị phá, Lăng Huyền sẽ bị nhốt về hang động. Lúc này lười biếng vẫn là một đứa bé đáng thương, thứ nghịch thiên như hoàn hồn đan còn chưa ra đời, việc khởi tử hồi sinh là rất khó khăn. Sở mộ vân chuẩn bị mấy trăm năm, trải qua nhiều kế hoạch hắn mới nghĩ ra cách. Nếu không thể cứu người chết sống lại thì có thể ra tay khi còn sống. Phòng bệnh so với chữa bệnh dễ hơn nhiều, sở mộ vân lục tung đống sách cổ, cuối cùng tìm được một cách có tính khả thi cao cấy vào cơ thể lăng túc vân một con rối chuyện này giống như cho gã thêm một mảng chết rồi chỉ cần kích hoạt con rối là có thể sống lại tuy chế tạo con rối rất phức tạp nhưng không làm khó được sở mộ vân hơn nữa còn thời gian mấy trăm như vậy là đủ rồi thấy thời gian càng ngày càng gần con rối mà sở mộ vân nuôi dưỡng cho lăng túc vân đã thành hình chỉ còn thiếu một viên linh dẫn thảo nếu có thứ này khi lăng túc vân vừa chết dùng dẫn linh thảo là có thể sống lại Tuy nhiên linh dẫn thảo rất quý hiếm, Sở Mộ Vân dùng tài nguyên trong tay tìm kiếm suốt mấy trăm năm mới có tin tức. Mà tin tức này không hề tốt, bởi vì linh dẫn thảo đang ở Vạn Tượng Cung. Vạn Tượng Cung là chỗ nào? Chính là nơi xung quanh toàn là mê trận, nơi ở thần bí của dâm dục. Đối với Sở Mộ Vân mà nói thì chuyện ra vào Vạn Tượng Cung là chuyện vô cùng đơn giản, dù sao hắn cũng ở đó lâu như vậy, dù là địa hình bên trong hay bên ngoài đều rất quen thuộc nhưng hắn lại không muốn đi cho lắm chưa cần đề cập đến những chuyện khác chỉ cần gặp phải tả thiên lan đã đủ phiền rồi hơn nữa cơ thể này lại giống sở mộ vân đến bảy tám phần nếu tả thiên lan gặp được thì sao có thể dễ dàng thả hắn đi tuy hiện tại tu vi của hắn và tả thiên lan không phân cao thấp hai người so chiêu không phân thắng bại thế nhưng cũng vì vậy mà hắn không thể che giấu ngoại hình của mình chỉ cần gặp mặt cho dù là ngụy trang gì cũng dễ dàng bị tả thiên lan nhìn thấu. Đến lúc đó sẽ không ổn lắm, nhưng hiện tại Linh dẫn thảo quá hiếm, lần này mất mấy trăm năm mới có chút tin tức, chưa nói đến nửa năm sau có tìm được hay không, cho dù có tìm được thì hắn cũng không chờ nổi một trăm năm này. Tuy nói không muốn đến vạn tượng cung, nhưng sau khi nghĩ kỹ càng thì sở mộ vân vẫn quyết định đi một chuyến. Chẳng qua hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ, đầu tiên là cố gắng tránh gặp mặt tả thiên lan, thứ hai là đi gặp một người, trói người nọ bên cạnh vài ngày. Linh cục cưng, A à, Hồ nhìn thấy người chắc chắn sẽ khóc hô hô cho mà xem. Sở mộ vân mỉm cười, mấy năm nay chưa gặp, không biết nó tu luyện đến đâu rồi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Linh cục cưng rất hiểu bản tính của vị kia, cho nên chỉ cầu nguyện, Hồ Huynh, tự cầu nhiều phúc. Lại nói trong khung cảnh kiều diễm, Hồ Ly nhỏ đang cất giọng khàn khàn đột nhiên hắt xì một cái tay nam nhân phía sau ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nó, cúi người hỏi, sao lại cảm lạnh rồi, người quyến rũ ta xuống nước. Với thể chất của hồ ly nhỏ thì đừng nói là dưới nước, cho dù ở trong động băng cũng đổ được mồ hôi. Mới làm trong nước có vài lần, sao có thể bị cảm lạnh. Nó nghĩ có người đang thương nhớ mình, tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng cho lắm. Thấy bàn tay đang ôm eo của người phía sau bắt đầu không thành thật, hồ ly xoay người, đôi chân trắng nõn cuốn lấy người nọ, cười nói hình như lạnh thật ca ca có muốn thử xem không lời này có tính ám chỉ nam nhân bị quyến rũ đến mức khó chịu hận không thể trích chết nó ta thấy ngươi không phải đang lạnh mà là đang mới đúng khi nghe những lời thô lỗ của gã hồ ly nhỏ không hề khó chịu mà còn cười khúc khích sau đó lại không tránh khỏi một màn mây mưa khi sở mộ vân tìm đến cửa hồ ly nhỏ đang ngủ rất ngon lành đêm qua sung sướng cả đêm giờ mặt trời đã lên cao mà vẫn chưa tỉnh dậy. Sở mộ vân cũng không vội, ngồi xuống ghế, rót một bình trà chờ nó. Dường như nhận ra, đôi tai hồ ly nhỏ uể oải giật giật, sau đó nó mở mắt ra. Trên người nó không mặc gì cả, bên hông đắp một tấm chăn nhỏ. Bởi vì hôm qua làm tình mà trên người tràn ngập dấu dâu, cùng với đôi mắt vừa tỉnh dậy ngấn nước trông vô cùng mê hoặc. Tuy nhiên sở mộ vân chỉ hờ hững liếc nhìn. Mà hồ ly nhỏ nhìn rõ người đến là ai thì lập tức tỉnh táo lại. "Mộc, Mộc ca?" Hồ ly nhỏ nhảy từ trên giường xuống, trong mắt tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, tuy nhiên vui mừng vẫn nhiều hơn, tại sao ngươi lại tới đây? Sở Mộ Vân không mặn không nhạt nhìn nó. Hồ ly này vốn không biết xấu hổ, bình thường khỏa thân còn nhiều hơn số lần mặc quần áo. Thế nhưng khi bị Sở Mộ Vân nhìn vậy nó lại có chút ngượng ngùng, "Để ta đi mặc mặc quần áo." Sở mộ vân lên tiếng, ta ra ngoài chờ ngươi. Hồ ly nhỏ gật đầu như giã tỏi, được. Sở mộ vân vừa ra ngoài, hồ ly lập tức cục tai xuống, chậm chậm mặc quần áo vào. Một trăm năm trước nó đã quen biết lăng mộc, sau khi quyến rũ nhiều lần không thành, nó cũng quyết định từ bỏ. Nhưng ai ngờ không lâu sau vị ôn thần này lại tìm đến nó, lạnh lùng bảo nó phải luyện công pháp, không tiếp tục luyện tập thì mười năm sau sẽ chết thẳng cẳng hồ ly là hỗn huyết của nhân tộc và yêu tộc, cha mẹ đều mất sớm, tam quan bằng không, liêm sỉ cũng bằng không, vì nguyên nhân cơ thể mà suốt ngày quyến rũ người khác ngủ cùng. Cứ như vậy sớm muộn cũng có ngày chết sớm, bởi vì dục vọng không thể thỏa mãn được, mấy năm trước nó bị lôi kéo vào một tà giáo, luyện một công pháp gọi là song tu, nghe nói chỉ cần làm tình là có thể tăng tu vi, quả thật không còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế nhưng nó đâu biết rằng tà thuật kia thật ra là do người đứng đầu tà giáo tạo ra để hút tinh khí con người sau khi luyện xong chẳng những không có tác dụng như song tu mà còn hại người hại mình chỉ mình người đứng đầu tà giáo là được lợi khi sở mộ vân nói ra điều này hồ ly nhỏ đương nhiên không tin sau đó sở mộ vân sách nó đến trụ sở giáo phái xem thử người đứng đầu tà giáo dùng tà thuật với một người lập tức hút người nọ thành thây khô sở mộ vân giơ tay hủy nơi quỷ quái kia thành đất bằng tuy hồ ly sợ hãi nhưng cũng hiểu ra rằng mình bị lừa mà sở mộ vân đã cứu nó sau khi rời khỏi sở mộ vân liền hủy tu vi của nó chỉnh lại kinh mạch dạy cho nó một bộ công pháp mới hồ ly nhỏ đương nhiên vô cùng cảm động một lời không hợp lại muốn hiến thân báo đáp ai ngờ nam nhân đẹp trai kia cho nó một kích vào đầu sở mộ vân vật nhỏ kia của ngươi có thể sử dụng không Hồ ly nhỏ, gì cơ? Sở Mộ Vân mỉm cười, ta chỉ có thể nằm dưới. Hồ ly nhỏ, tam quan vốn bằng không trực tiếp bị nghiền thành bột. Hồ ly vốn là thuần không, cho nó ở trên nó không cứng nổi. Vì vậy thụ với thụ không thể có cảm giác sung sướng. Không có quan hệ thể xác, hồ ly càng thật lòng kết bạn với Sở Mộ Vân mấy trăm năm, tuy nhiên, nó có chút sợ. Là một học sinh rốt mà phải khảo sát tu vi gì đó, thật đáng sợ QAQ. Sở Mộ Vân như bình thường kiểm tra bài tập, quả nhiên hồ ly này chỉ lo chơi, mất 3 năm nay nhưng lại không chút tiến bộ. Nhìn thấy vẻ mặt Sở Mộ Vân không tốt lắm, hồ ly nhỏ chuột giả, đôi tai cục xuống, cái đuôi rủ, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Sở Mộ Vân cũng không dạy dỗ nó, chỉ nói, lại đây. Hồ ly nhỏ dịch đến chỗ Sở Mộ Vân, hắn nắm lấy cổ tay nó, uy thế kinh người ùa vào kinh mạch nó. Hồ ly nhỏ đột nhiên mở to mắt, đờ mờ đờ mờ đờ mờ Hách hà, nó luyện 100 năm cũng không đột phá được cảnh giới, thế nhưng lúc này, đột phá. Sở Mộ Vân không muốn dung túng cho quỷ lười biếng này, nhưng nghĩ đến chuyện đi vạn tượng cung sẽ gặp xui xẻo, hắn đành mượn vận may của nó một chút. Công pháp hồ ly nhỏ tu luyện là Sở Mộ Vân tốn công tìm cho nó, rất thích hợp với ngân vận thể, chỉ cần đột phá cấp 3 là có thể ngưng tụ thành đan khí vận. Tuy rằng tác dụng rất ngắn nhưng dùng lúc khẩn cấp cũng không tệ. Ai ngờ mấy trăm năm tên nhóc này vẫn dậm chân ở cấp 2. Sở Mộ Vân giúp nó nhanh chóng đột phá cấp 3 rồi nói, nhắm mắt ngưng thần, nghe lời ta nói mà làm. Hồ ly nhỏ vừa kính vừa sợ hắn, đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Không lâu sau quanh người hồ ly nhỏ tràn ngập mùi hoa hồng, cùng với năng lượng tiêu hao, cuối cùng ngưng tụ thành hạt châu nhỏ xinh đẹp. Sở Mộ Vân bỏ nó vào lòng bàn tay ai ngờ thứ này vừa chạm vào tay đã lập tức tan ra. Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thấm vào lòng bàn tay, sở mộ vân không nhịn được nhíu mày. Đàn khí vận này chỉ có tác dụng 7 ngày, hắn vốn định tới vạn tượng cung rồi dùng, ai ngờ. Đột nhiên cảm giác khô nóng bốc lên từ dưới bụng, sắc mặt sở mộ vân khẽ thay đổi. Thứ này còn có tác dụng phụ, chương 133. Sở mộ vân giữ mình trong sạch mấy trăm năm, Hồ ly nhỏ quyến rũ hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn nhịn không đè nó, không ngờ bây giờ lại bị trúng chiêu. Thật ra từ trước đến nay Sở Tổng không hề có liêm sỉ trong chuyện này, muốn đè thì đè. Vả lại hồ ly nhỏ còn trắng trẻo xinh đẹp, so với hắn còn không tim không phổi hơn, trên giường có thể là bạn tình, dưới giường vẫn là bạn bè tốt. Theo lý thuyết, Sở Mộ Vân ở hiện thực rất thích kiểu người như vậy. Tuy nhiên ở đây hắn lại không muốn chạm vào hồ ly linh cục cưng vô cùng cảm động về chuyện này có phải ngươi vì phẫn nộ đại đại mà thù thân như ngọc không sở mộ vân linh ngươi đã thừa nhận ngươi chỉ có thể nằm dưới sở mộ vân cân nhắc một hồi cuối cùng nói cục cưng ngươi phải học được cách phân biệt nói thật và nói cho có nếu hắn không nói mình nằm dưới hồ ly kia sẽ quyến rũ hắn mỗi ngày hắn nhịn được một lần hai lần nhưng ba bốn lần thì sao quay đầu đi đè hồ ly sau này còn làm thầy giáo kiêm bạn tốt thế nào được nữa? Hồ Ly không có liêm sỉ là thật, hơn nữa cũng không ngu, chắc chắn sẽ lại làm nũng. Chưa gì đã xảy ra quan hệ, hắn ép nó tu luyện, nó sẽ quấn lấy hắn trên giường. Với tính cách lười biếng của Hồ Ly này thì đừng nói là trăm năm, ngàn năm cũng đừng mong là thành công. Từ trước đến nay Sở Mộ Vân làm việc luôn cân nhắc nhiều mặt, chỉ cần có chuyện xung đột với nhau thì mục tiêu cuối cùng sẽ phải lùi lại vì vậy hắn không thể phát sinh quan hệ với hồ ly. Tập trung suy nghĩ, trong cơ thể sở mộ vân dâng trào sức lực, cố gắng đè nén cảm giác khô nóng. Tuy nhiên sự khô nóng không hề giảm, sức mạnh trong cơ thể hắn vừa động, lửa lại bắt đầu cháy theo. Trong lúc nhất thời ngọn lửa như thiêu đốt máu sở mộ vân sôi trào. Hồ ly nhỏ phát hiện vấn đề, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn thoáng qua đã bị mê hoặc. Đẹp, đẹp, đẹp trai quá. Đẹp như vậy lại là thụ, sao có thể? Bị Sở Mộ Vân nhìn chằm chằm, hồ ly nhỏ cảm thấy người mình nóng lên, rất muốn cùng hắn. Hồ ly bị ma xui quỷ khiến giơ tay, cách quần áo chạm vào nơi kia của Sở Mộ Vân. Chỉ mới chạm, đôi mắt của hồ ly đã sáng ngời. Cứng, hơn nữa, thật lớn. Nó liếm môi dưới, muốn không quan tâm mà, hồ ly nhỏ đứng dậy, ghé sát vào. Sở Mộ Vân nhíu mày, tuy nhiên không đẩy nó ra khi hai người sắp hôn nhau đến nơi, một trận gió lớn đột nhiên đánh úp tới, hồ ly nhỏ chớp chớp mắt, sau đó bùm một tiếng ngã xuống giường. Linh nhìn có chút đau lòng, có phải ra tay nặng quá không? Sở mộ vân, đừng coi thường ngân vận thể, nếu không phải nó thất thần thì một đòn này chưa chắc có thể khiến nó mất xỉu. Linh, sở mộ vân đứng dậy, dùng thuật pháp nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mượn khí vận không dễ, sở mộ vân bị dục vọng làm cho phát cáu chẳng lẽ phải đi tìm người khác phát tiết thị trấn này không nhỏ hắn che đi khuôn mặt rồi tìm một người thuận mắt qua đêm cũng không sao nghĩ như vậy sở mộ vân liền quay người muốn trở lại nhưng không được bao lâu hắn liền cảm giác được khí tức quen thuộc ngay sau đó bóng đen xuất hiện ở trước mặt từ sau khi lăng huyền bị lăng vân tông đuổi đi chỉ cần nhìn thấy sở mộ vân là y lại không khách khí ra sát chiêu nếu là bình thường thì sở mộ vân sẽ vui vẻ cùng y chơi đùa nhưng bây giờ hắn không dám dùng đến sức mạnh chỉ cần vừa động lửa dục sẽ lao khỏi ra hắn đôi mắt lăng huyền từ xa đột nhiên nheo lại bởi vì sở mộ vân bị thiêu đến đầu óc mơ hồ linh cục cưng có cần duy trì tỉnh táo không sở mộ vân phong tỏa giác quan linh a à, sau đó nó phản ứng lại hương phấn nói được 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 lăng huyền gần như trong nháy mắt phát hiện ra sự bất thường của hắn y vẫn chưa chiêu chỉ lại gần giọng điệu đầy xa cách sư huynh không phải là do y không cẩn thận mà do qua rất nhiều năm y đã biết rõ lòng dạ nam nhân này thâm sâu như thế nào suy nghĩ cũng vô cùng quỳ quyệt đồng thời tận mắt nhìn thấy hắn dễ như chờ bàn tay mà tính kế mọi người sau đó ngụy trang thành dáng vẻ vô tư hy sinh vì mọi người nhiều năm như vậy lăng huyền không ngừng tự hỏi hắn rốt cuộc vừa mắt lăng túc vân ở điểm nào để rồi một nam nhân khôn ngoan và quỳ quyệt như vậy lại vì gã mà lên kế hoạch tất cả tự tay làm mọi thứ. Lăng Huyền nghĩ mãi không ra, hoàn toàn không tìm được manh mối. Đi đến gần hắn, cục mắt nhìn xuống, sau đó chuyện khiến Lăng Huyền bất ngờ đã xảy ra. Sở mộ vân đứng dậy, hôn lên môi y, vô cùng nồng nhiệt, nóng bỏng như nước sôi, nụ hôn khiến người không thể cảm nhận được khoái cảm, bởi vì chấn động quá lớn, chưa gì đã thay thế hết các cảm quan. Lăng Huyền sững người, ký ức lắng động mấy trăm năm ùa ra. Đợi đến khi y hoàn hồn mới phát hiện mình giữ chặt cầm người trước mặt, hôn hắn. Không, không nên gọi là hôn, sự va chạm ngang ngược giữa môi và lưỡi khiến mùi máu tươi trong miệng lan tràn. Nhưng điều này càng kích thích dục vọng trong lòng, cảm giác cạnh tranh luôn mê hoặc, khiến Lăng Huyền không nhịn được càng thêm thô bạo. Sở Mộ Vân rên một tiếng, hắn đau nhưng lại không buông ra, ngược lại ôm lấy cổ y, đói khát, dâm loạn, không biết xấu hổ mà dựa vào y. Lăng Huyền có thể nhìn thấy vực thảm bị bao phủ bởi những đóa hoa diễm lệ, biết rõ bước lên là bụi gai dưới vực sâu đang đợi y, nhưng y vẫn không chút do dự. Giống như trăm năm trước, biết rõ hắn sẽ rời đi. Y vẫn sẽ làm, có chút hy vọng, có chút chờ mong, tưởng tượng những gì mình nhìn thấy chưa chắc là tất cả. Đáng tiếc hiện thực còn đáng sợ hơn trực giác của y nhiều. Ngày hôm sau, sở mộ vân nhắm mắt lại rồi mở ra mấy lần mới giảm bớt được đau nhức và mệt mỏi trên cơ thể làm quá mức lâu lắm hai người mới thân thiết khó tránh khỏi không nhịn được cũng may là tác dụng phụ chết tiệt kia đã biến mất sở mộ vân đứng dậy mặc xong quần áo liền muốn đi ra ngoài đúng lúc này lăng huyền đầy cửa vào hai người triền miên một đêm sáng hôm sau gặp mặt lại lạnh lùng nhìn nhau sở mộ vân nhíu mày thẳng thắn nói ta uống nhầm thuốc kích dục Lăng Huyền nhìn chằm chằm, nếu người đến không phải là ta thì sao? Sở mộ vân giật mình, sau đó nhếch môi nhìn y, người nói xem. Bàn tay khuất dưới ống tay áo Lăng Huyền siết chặt, sở mộ vân không muốn tốn thời gian, hắn không nói câu từ biệt nào đã xoay người ra cửa. Không ngờ đến Lăng Huyền lại đi theo hắn y lặng im không nói lời nào đi theo sở mộ vân. Thời gian của sở mộ vân không có nhiều lắm, tác dụng của khí vận đan nhiều lắm chỉ có 7 ngày, hơn nữa hai ngày cuối có hiệu lực rất kém, tính ra chỉ còn 5 ngày. Bây giờ đã lãng phí mất hai ngày một đêm, xông vào mê trận của vạn tượng cung phải mất một ngày, hắn thật sự không có thời gian dây dưa với Lăng Huyền. Nhưng cũng không thể đánh nhau với y, nếu ra tay sẽ tốn nhiều sức lực, đến vạn tượng cung sẽ càng nguy hiểm hơn. Sở mộ vân đột nhiên có suy nghĩ, hay là để tiểu lang khuyển đi cùng. mươi 134, chuyện này rất khả thi, tu vi của Lăng Huyền hiện tại không thể so với 4.000 năm sau, nhưng tính hiếu chiến lại sinh ra đã có. Đưa y đi không phải là kéo chân sau mà có thể giúp đỡ một phần. Quan trọng nhất là không thể trong thời gian ngắn dứt khỏi y, điều này càng lãng phí thời gian hơn. Dù sao khí vận đan cũng không dễ ngưng tụ, đặc biệt là với tính tình lười biếng của con hồ ly kia. Có ý định này, sở mộ vân liền nhìn về phía lăng huyền, ta muốn đến một nơi, đi cùng không? lăng huyền rõ ràng hơi bất ngờ sở mộ vân nói có lẽ sẽ có nguy hiểm nếu đi theo ta thì không được tự tiện làm gì lăng huyền hỏi đi làm gì sở mộ vân lấy một thứ lăng huyền nheo mắt nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý được quyết định như vậy sở mộ vân cũng không nói gì thêm đứng dậy đi đến vạn tượng cung chỉ mất khoảng một tiếng để đến nơi nhưng nếu muốn đi vào mê trận mà không kinh động đến tạ thiên lan thì rất tốn công sức lăng huyền phiêu bạt bên ngoài gần ngàn năm đương nhiên biết đến tên tả thiên lan nhưng lại không biết cung điện sau sương mù này lại là nơi ở của y tuy y không biết cung điện này của ai nhưng y biết chủ nhân của nó phải rất mạnh mới có thể thiết lập một mê trận mê hoặc tâm trí như vậy nhưng sở mộ vân còn mạnh hơn bởi vì hắn có thể phá mê trận không nhìn ra chút manh mối nào không cần sự giao phó của sở mộ vân lăng huyền đã đi theo hắn mỗi bước đều cực chuẩn không tạo thêm khó khăn phá trận vì có thêm một người giống như sở mộ vân dự đoán mất một ngày để đi vào mê trận sau khi phá trận xong đường đi mới thông suốt nhìn lại tòa cung điện hoa mỹ tinh xào này sở mộ vân đột nhiên hoảng hốt ngàn năm như một ngày thời gian nơi này như ngừng lại vào thời điểm hắn rời đi ký ức phủ đầy bụi bặm bị cất giấu trong một hộp kín tuy bị khóa chặt nhưng chúng thật sự tồn tại chỉ cần tìm thấy chìa khóa chúng sẽ chen chúc mà ra mang theo ánh sáng lộng lẫy, không chút cổ xưa mà mới tinh như ban đầu. Sở mộ vân cục mắt, nhẹ nhàng nói đi thôi. Tuy hắn rất hiểu tả thiên lan, nhưng cũng vì rất hiểu nên không biết được y cất đồ ở chỗ nào. Muốn thật sự giấu thứ gì thì tự lừa dối bản thân mới là cách đáng tin cậy nhất. Tả thiên lan có tính cách như vậy nên dù sở mộ vân rất hiểu y cũng không biết được linh dẫn thảo giấu ở đâu. Như vậy chỉ có thể tìm từ từ, Sở Mộ Vân sàng lọc ra mấy chỗ có khả năng, sau đó nói với Lăng Huyền, chúng ta chia nhau ra hành động. Lăng Huyền biết Sở Mộ Vân nghĩ gì, đi chưa từng nhìn thấy Linh dẫn thảo nhưng Sở Mộ Vân đã cho y nhìn hình ảnh, muốn phân biệt là rất dễ dàng. Sở Mộ Vân cũng không lo cho y lắm, hơn nữa thời gian gấp rút, hắn phải đi tìm đồ trước. Đi trong cung điện, Sở Mộ Vân nhìn khắp nơi, không hiểu sao lại có cảm giác hoang đường. Bởi vì cảnh tượng quá quen thuộc ký ức quá rõ ràng, khung cảnh không thay đổi nên hắn có cảm giác mình vẫn chưa rời đi. Sống ở đây không dài nhưng lại vô cùng thoải mái, từng giây từng phút đều trải qua đủ. Sở mộ vân mỉm cười, không nghĩ gì nữa mà tiếp tục tìm kiếm. Mà Lăng Huyền, người vừa tách ra khỏi hắn lại sướng sờ khi bước vào căn phòng đầu tiên. Đây không phải căn phòng mà phải gọi là chấp niệm của một người, kéo dài thời gian và không gian, dừng ở ngòi bút, thứ vẽ ra không phải là bức họa cuộn tròn mà là tưởng nhớ khắc cốt ghi tâm, tận cùng của cảm xúc. Khiến người ta không thể bước vào, vì khi vào thứ mà họ đạp lên chính là nội tâm ẩn giấu. Lăng huyền đứng yên tại chỗ, mãi đến khi một tia sáng trong góc chiếu sáng cả căn phòng, y mới nhìn rõ những bức tranh mơ hồ kia. Trong nháy mắt, đồng tử lăng huyền co rút lại, đó là một nam nhân có vóc người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc đen mềm như tơ lụa trải dài phía sau lưng. Phác Hỏa ra một bức tranh diễm lệ. Vô số bức họa đều chỉ vẽ một người, hắn mỉm cười, cục mắt, đang ngồi, đang chiến đấu. Rất nhiều biểu cảm và tư thế khác nhau, mỗi bức tranh đều sống động như thật. Lăng Huyền cuối cùng cũng đến gần, càng đến gần y lại càng chắc chắn. Đây là Lăng Mộc, cho dù khuôn mặt trong bức họa có vài chỗ khác nhau, nhưng ánh mắt được Phác Hỏa hoàn mỹ vẫn để lộ tất cả. Lăng Huyền nhíu mày, nghiêm túc lật xem những bức họa cuộn tròn. Thời gian không ngừng lùi lại, 100 năm, 200 năm, 300 năm. Lăng Mộc từng sống ở đây ngàn năm trước, Lăng Huyền cứng người tại chỗ. Mê trận ở cung điện này vô cùng mạnh, thế gian có ít người giải được, nhưng Sở Mộ Vân chỉ mất một ngày đã không làm kinh động mà đi vào. Không phải vì hắn dùng khả năng của mình giải mê trận mà là vì hắn quá quen thuộc, quen đến mức khắc tất cả trong đầu. Vì sao lại quen? Bởi vì đây là nơi hắn đã từng sống. Lăng Mộc Rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lăng Huyền đứng ở trong phòng rất lâu, mãi đến khi Sở Mộ Vân dùng thần thức liên lạc với y. "Đi thôi." Lăng Huyền lập tức phản ứng lại, tìm được đồ rồi. "Ừ, giọng Sở Mộ Vân dường như hơi vội vàng, "Ta ở cửa chính, mau ra đây." Lăng Huyền đáp, "Được, vội vàng như vậy là vì chủ nhân cung điện đã trở lại sao?" Không muốn gặp lại tình cũ nên mới nhanh chóng rời đi. Lăng Huyền nheo mắt lại, đôi môi mỏng gần như mím thành một đường. Thật ra Sở Mộ Vân vẫn chưa cảm nhận được khí thức của Tả Thiên Lan, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, làm một số thủ thuật ở trung tâm mê trận, chỉ cần có khí lực làm xoay chuyển mê trận thì hắn sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Tả Thiên Lan có thể điều khiển mê trận từ xa bằng khí lực, chỉ cần khóa lại khí lực lưu truyền là có thể biết được ngay lập tức. Sở Mộ Vân đã lấy được linh dẫn thảo, sau khi cảm giác tả thiên lan sắp trở về đương nhiên sẽ không ở lại nữa cho dù tả thiên lan ở bất cứ đâu chỉ cần y muốn thì ngay lập tức có thể trở lại không muốn chạm mặt thì phải rời đi ngay chuẩn bị trước đó của sở mộ vân rất đầy đủ hơn nữa còn có thêm vận khí đan nên hắn thuận lợi rời khỏi vạn tượng cung mà khi hắn ra ngoài đã lập tức cảm nhận được khí tức của tả thiên lan ở xa nhưng cũng đang về rất nhanh sở mộ vân không hề nghĩ ngợi dùng thuật nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi tả thiên lan về vạn tượng cung, ở đây đã sớm vườn không nhà trống. Tả thiên lan thả thần thức bao phủ toàn bộ vạn tượng cung. Y cảm nhận được khí thức của hai người xa lạ và thứ đồ đã mất. Một gốc cây linh dẫn thảo và một bức tranh A Vân. Linh dẫn thảo không đáng nhắc đến nhưng bức tranh. Tả thiên lan xoay người vào căn phòng kia, khi mở cửa y biết có người đã từng vào đây, hơn còn ở lại rất lâu. Là ai? ai mới có thể xông vào mê trận mà y đã thiết lập. Đột nhiên một suy nghĩ vang lên từ sâu thẳm tim y. Trong ngàn năm hắn không thể tìm được linh hồn Thẩm Vân, rốt cuộc là do đặc điểm băng linh thú hay là hắn vẫn chưa chết. Chương 135, Tả Thiên Lan ở trong căn phòng tràn ngập tranh Sở Mộ Vân suốt một đêm. Sở Mộ Vân về lại Lăng Vân Tông, thành công lấy được linh dẫn thảo, chuyến đi này xem như vô cùng thuận lợi. Lăng Huyền vẫn luôn im lặng, Sở mộ vân cảm thấy y có tâm sự, cân nhắc một hồi rồi nói, chẳng qua chỉ là nơi cố nhân, đã lâu không còn liên lạc. Hắn đương nhiên biết được Lăng Huyền đang suy đoán điều gì. Thấy hắn ra vào vạn tượng cung rất nhẹ nhàng, lại quen thuộc bố trí bên trong, không nghi ngờ mới là lạ. Hắn giải thích cho có lệ, Lăng Huyền lại hỏi hắn một câu, ta cũng là cố nhân sao? Sở mộ vân gượng lại một chút, nhìn y nhướng mày, đúng vậy, chúng ta là bạn bè cũ dáng vẻ của hắn rất đẹp khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười đôi mắt kia lại càng thêm đa tình giống như rượu ngon dù chưa nếm nhưng hương vị đã làm say lòng người lăng huyền thích dáng vẻ của hắn bao nhiêu thì càng căm ghét sự vô tình của hắn bấy nhiêu rõ ràng hắn chưa làm gì cả hắn chưa làm tổn thương y không lừa gạt y càng không vũ nhục y nhưng tại sao y vẫn chờ đợi lăng huyền đột nhiên hoảng hốt vì sao y lại có suy nghĩ này ai làm tổn thương y Ai lừa gạt y, y bị ai vứt bỏ? Lăng Huyền giật mình vì suy nghĩ này, rất lâu vẫn không thể hoàn hồn. Tuy Sở Mộ Vân có thể suy đoán đại khái về suy nghĩ của Lăng Huyền nhưng dù sao hắn cũng không phải đấng toàn năng, hắn không thể biết được suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Lăng Huyền lúc này. Thấy Lăng Huyền không nói gì, Sở Mộ Vân cũng không ở lâu, xoay người nói, ta còn có việc, đi trước. Còn chưa đi được một bước, Lăng Huyền đã túm lấy cổ tay hắn sở mộ vân quay lại nhìn y còn có chuyện gì sao lăng huyền nhìn chằm chằm hắn đôi mắt tối xuống dáng vẻ âm trầm giống như được giải phóng thống khổ đè ép từ lâu giọng nói khàn khàn không chút độ ấm vang lên tại sao sở mộ vân giật mình thật ra lăng huyền không biết mình đang hỏi cái gì cũng không đằng sau từ tại sao là gì dường như cảm giác không cam lòng và tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim y khiến y muốn hỏi hắn chất vấn hắn muốn lăng huyền đột ngột tỉnh táo lại bầu không khí mơ hồ bỗng biến mất lăng huyền nhíu mày chậm rãi nói không có gì nói xong y xoay người rời đi lúc này đã là xế chiều hoàng hôn buông xuống bầu trời ở yêu giới mất đi ánh sáng chuyển thành màu tím sấm mặt trăng với ánh sáng yếu ớt nhô lên đầy đáng thương ở giữa bầu trời lại như sắp rơi xuống đến nơi khi sở mộ vân hoàn hồn mới phát hiện mình đã đứng yên tại chỗ rất lâu lâu đến mức quên mất cả thời gian nhưng trong thời gian dài như vậy hắn lại chẳng suy nghĩ điều gì, não gần như trống rỗng. Trạng thái không suy nghĩ bất cứ điều gì với sở mộ vân mà nói là không thể tưởng tượng nổi. Một người luôn vận dụng đầu óc, mọi chuyện đều tính toán chính xác thì không nên có lúc như vậy. Tuy nhiên lại có, sở mộ vân không nghĩ nữa, quay lại lăng vân tông. Nửa năm yên bình trôi qua, sở mộ vân đã cấy con rối hoàn toàn vào cơ thể lăng túc vân, gần như tất cả đã chuẩn bị xong yêu cầu duy nhất chính là chờ cơ thể này chết đi ở nơi của tham ăn hắn từ bộ xương hóa lại thành người thế nhưng tại sao hắn lại trở thành bộ xương khi đó lăng huyền nói rằng y giết hắn rốt cuộc là giết khi nào tại sao lại giết những chuyện này tạm thời không có đáp án sở mộ vân cũng không sốt ruột tất cả đã chuẩn bị xong việc còn lại chỉ cần đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra mấy trăm năm đã trôi qua trên người Lăng Túc Vân không còn nhìn ra một chút bóng dáng của Lăng Huyền. Sợi du hồn kia dường như đã bị che giấu, sau khi bản chất lộ ra hành vi của Lăng Túc Vân cũng ngày càng bốc đồng và liều lĩnh. Gã chán ghét Sở Mộ Vân, trong lòng vô cùng ghét hắn, hơn nữa loại cảm xúc này ngày càng trở nên mãnh liệt, dần phát triển thành nỗi oán hận. Thật ra cũng rất dễ hiểu, Lăng Mộc quá ưu tú, ưu tú đến mức tất cả người ở Lăng Vân Tông đều ngưỡng mộ và kính trọng hắn một cường giả như vậy lại phục tùng Lăng Túc Vân từ đầu đến cuối. Nếu Lăng Túc Vân cũng có năng lực tương đương thì đây đã trở thành một sai thoại về tình huynh đệ sâu sắc. Nhưng bi kịch chính là cách biệt giữa Lăng Túc Vân và Lăng Mộc quá lớn, gần như là kẻ ngu và thiên tài vậy. Không ngừng bị so sánh, dù là ai thì cũng chịu không nổi. Hơn nữa Lăng Mộc lại nhường gã khắp nơi, điều gì cũng theo ý gã, chuyện gì cũng làm vì gã. Quyền thế, địa vị, tất cả đều thua một câu của Lăng Túc Vân. Nhưng Lăng Túc Vân lại không vui, vì điều này càng chứng minh gã vô dụng, cho dù gã có trở thành tông chủ thì mọi người đều cho rằng là Lăng Mộc nhường gã. Gã nỗ lực cũng được, không nỗ lực cũng được, vì dù sao cũng không có người để ý đến. Gã sống dưới cái bóng của Lăng Mộc nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy Lăng Mộc đáng thương, là gã phụ Lăng Mộc. Tuy nhiên gã lại không thèm để ý đến thứ tình cảm dơ bẩn kia của Lăng Mộc, gã không thích nam nhân, gã luôn cảm thấy ánh mắt lăng mộc nhìn mình thật buồn nôn. Cảm xúc như vậy càng lên men càng không thể chịu đựng. Dưới sự xúi dục của hồ cầu bằng hiểu, gã bắt đầu nảy sinh sát tâm với lăng mộc. Sở mộ vân biết điều này nhưng cũng không lo sợ. Lăng túc vân muốn giết hắn, nhìn năm nữa cũng không có khả năng. Tuy nhiên hắn không ngờ tên ngu xuẩn này lại tự tìm đường chết. Nếu muốn tìm người giết lăng mộc, lăng huyền tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất đặc biệt trong mắt người ngoài thì Lăng Mộc và Lăng Huyền là đôi huynh đệ luôn đối đầu nhau, vừa gặp là quyết đấu sinh tử, dáng vẻ muốn giết chết đối phương. Vì vậy gã tự cho mình là thông minh đi tìm Lăng Huyền. Lăng Túc Vân, hao hết tâm tư, âm thầm, đưa Lăng Huyền đến trước mặt Lăng Mộc. Sở mộ vân nhìn nam từ tóc đỏ mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện này đúng là, Lăng Huyền không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn, gã muốn giết ngươi. Sở mộ vân, Lăng Huyền nhếch môi, Châm chọc nói, ngươi làm nhiều chuyện vì gã như vậy, gã lại muốn ngươi chết. Thật ra Sở Mộ Vân cũng không muốn diễn nữa dù sao thuật đại hành đã xong, hắn cũng không cần giả vờ với Lăng Túc Vân làm gì. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, trái tim Sở Mộ Vân rơi lục bộp, khi nhận ra có điều không ổn thì đã quá muộn. Lăng Huyền vẫn luôn nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có mái tóc đỏ là bị gió thổi tung, hạ xuống cùng lúc với dòng máu tươi sau lưng y y giết Lăng Túc Vân, lấy đi mạng sống của người phía sau mà không cần quay người lại. Khuôn mặt Lăng Túc Vân thống khổ đến vặn vẹo, gã trợn to mắt, dường như không thể tin nổi tại sao mọi chuyện lại như vậy. Tại sao Lăng Huyền lại giết gã? Chương 136. Lăng Huyền, đời này Sở Mộ Vân chưa từng tức giận như vậy. Khi hắn hét lên giận dữ thì cũng lập tức ra tay. Đây không phải lần đầu tiên Lăng Huyền nhìn thấy chiêu thức sát chiêu này nhưng lại là lần đầu cảm nhận được sát khí xuyên qua lồng ngực y, đâm đến trái tim y. Y giết Lăng Túc Vân, hắn liền muốn giết y. Lăng Huyền giơ tay, dùng cách thô bạo cực đoan chặn lại chiêu thức của hắn. Bởi vì quá ngang ngược nên tay y bị cắt qua, máu tươi chảy xuống đầu ngón tay mảnh khảnh, rơi xuống mặt đất. Sở mộ vân cũng không nhìn y, hắn ôm Lăng Túc Vân vào lòng, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng không thể che giấu. Đó là cảm xúc chưa từng có, nhưng ai cũng biết đây là tình cảm chân thật. Lăng Huyền trời sinh đã có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác, mà lúc này y cũng cảm nhận được đây là cảm xúc chân thật nhất của Sở Mộ Vân. Lăng Mộc quan tâm Lăng Túc Vân, điều này thật sự xuất phát từ trái tim và linh hồn của hắn. Lăng Huyền mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Ngã muốn giết ngươi." Dường như Sở Mộ Vân không nghe thấy, hắn cố gắng cứu Lăng Túc Vân khí lực từ tay hắn không ngừng trào ra chảy vào cơ thể của gã. Nhưng điều này là vô dụng, Lăng Huyền ra tay tàn nhẫn, dùng chiêu đoạt mệnh không để lại đường sống nào. Tu vi sở mộ vân có cao cũng không cứu được, Lăng Túc Vân sẽ chết, nhất định sẽ chết. Cho dù kết quả có rõ mồn một sở mộ vân vẫn không dừng lại. Biết tất cả là vô dụng nhưng hắn lại như người chết đuối nắm được cổng rơm cứu mạng, liều chết dãy ruộng. Lăng Huyền không nhìn được nữa, Lăng Mộc, người tỉnh lại đi thứ rác rưởi có gì đáng để ngươi trả giá như vậy mấy trăm năm nay ngươi cho gã tất cả mà gã lại chỉ muốn giết ngươi không ai có thể biết rõ hơn lăng huyền y tận mắt nhìn thấy nam nhân vô tình này đối xử với lăng túc vân tình thâm nghĩa trọng như thế nào cũng tận mắt nhìn thấy hắn tốn hết tâm tư để chu toàn tất cả từng bước tính toán một cuộc sống hoàn mỹ cho lăng túc vân làm nhiều thứ như vậy trả giá nhiều như vậy cuối cùng lại nhận về một nhát dao hơn nữa còn là con dao từ tay Lăng Túc Vân đâm vào tim hắn. Từ trước đến nay Lăng Huyền luôn khinh thường ra tay với kẻ yếu, nhưng lần này y lại ngoại lệ giết Lăng Túc Vân trước mặt Lăng Mộc. Vì sao? Vì để cho nam nhân này nhìn rõ người mình thích là kẻ như thế nào. Cút, sờ mộ vân cúi đầu, sợi tóc xóa xuống che khuất khuôn mặt hắn, khí tức lạnh lẽo lại điên cuồng tỏa ra trên người hắn, giọng nói tràn ngập lửa giận, lăng huyền, người cút ra ngoài cho ta. Mắt Lăng Huyền tràn ngập màu đỏ tươi, đôi môi mỏng mím chặt, giọng nói trầm thấp có chút run rẩy không thể nhận ra, "A à, Mộc, ngươi bình tĩnh đi." "Lăng Túc Vân không đáng để ngươi. Ngươi thì biết cái gì?" Sở Mộ Vân đột ngột ngẩng đầu nhìn y, đồng tử vì tức giận mà co rút lại thành một đường, "Lăng Huyền, ngươi có biết mình đã làm gì không?" Lăng Huyền nhìn chằm chằm hắn, ngần từng chữ nói, "Ta không hối hận, dù có thêm lần nữa ta cũng sẽ giết gã." sở mộ vân hít một hơi thật sâu hắn ôm lăng túc vân đứng dậy ánh mắt nhìn về phía lăng huyền vô cùng lạnh lùng được đừng hối hận nơi xong hắn ra ngoài vừa đi vừa ôm lăng túc vân đã chết lăng huyền nhìn bóng lưng của hắn trái tim như bị đâm mạnh y siết chặt tay các dây thần kinh trên cơ thể đều kêu gào không cam lòng cảm giác tuyệt vọng quen thuộc lại xuất hiện vì sao vì sao ngươi sở mộ vân thật sự tức giận từ kiếp trước đến kiếp này hắn cũng chưa từng giận đến như vậy nếu lăng túc vân chết thuật đại hành sẽ bị phá lăng huyền sẽ lại bị giam ở hang động tối tăm không có ánh sáng mặt trời kia hắn nỗ lực ngàn năm suy tính ngàn năm vì sự tự do của y mà chuẩn bị ngàn năm lúc cuối cùng lại bị hủy trên tay đứa trẻ hư này sao có thể không tức giận hắn không đánh chết lăng huyền đã là rất nhẫn nhịn rồi linh cục cưng không dám nói gì mà co vào một góc chỉ thiếu phong tỏa giác quan nữa thôi. Sở mộ vân, duy trì tỉnh táo, Linh vội vàng sử dụng kỹ năng, lửa giận trong đầu bị dập tắt hơn nửa bằng nước đá, sở mộ vân nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc đã đến bước này có oán hận cũng vô dụng, chỉ trách hắn không tính được đến bước này. Tiểu lang khuyền kia vốn không bao giờ làm theo kịch bản, sao có thể dễ dàng bị thuần phục. Xảy ra chuyện hôm nay là do hắn không suy tính chu toàn. Con dối đã gieo xuống, nếu bây giờ dùng nó thì lang túc vân sẽ lập tức sống lại tuy nhiên cuối cùng vẫn sẽ chết dưới tay tham ăn đến lúc đó thuật đại hành vẫn bị phá giải có thêm mấy năm nữa cũng vô dụng bởi vì trong thời gian ngắn như vậy hắn không thể tìm được gốc linh dẫn thảo thứ hai càng không thể chế tạo lại con rối. sở mộ vân thở dài thật ra trong lòng hắn đã hiểu rõ vòng đi vòng lại mấy ngàn năm tất cả đều giống như bánh răng xoay tròn từng chút khớp với nhau một kẽ hở cũng không có hắn theo tham ăn biết được chuyện xưa của lăng mộc sau đó xuyên đến mấy ngàn năm trước đánh thức lăng huyền dạy dỗ y dẫn đường cho y vì sự tự lâu dài của y mà bày ra thuật đại hành thân xác tương ứng xây dựng lăng vân tông chuẩn bị đầy đủ tất cả hắn hoàn thành từng chút một lịch sử tuần hoàn cho đến bây giờ còn một việc cuối cùng để hoàn thiện thật ra tương lai đã cho hắn đáp án từ lâu Câu trả lời cho, bộ xương sống lại là ở đây. Hiện tại muốn cứu Lăng Túc Vân chỉ có một cách, xá thân trận, lần trước hắn cứu Dâm dục phải trả giá chính là các thế hệ sau của băng linh thú đều đoạn tuyệt tình ái. Bây giờ hắn cứu thân xác tương ứng của Lăng Huyền, trả giá có lẽ là thân xác máu thịt, hóa thành bộ xương bất tử, trở về Lăng Vân tông, lấy thân phận mộ nhân trấn áp thuật đại hành. Sở Mộ Vân thờ phào, không còn do dự nữa hắn bình tĩnh tiếp nhận chuyện kinh khủng này dường như chuyện trả giá biến thành bộ xương không đáng để nhắc tới thật ra chuyện này cũng không thành vấn đề với sở mộ vân lăng huyền nói y không hối hận khi giết lăng túc vân cho dù có thêm lần nữa y vẫn sẽ làm như vậy lăng mục nói với y được ngươi đừng hối hận nhưng lăng huyền chưa từng nghĩ đến sẽ hối hận nhanh như vậy khi y tìm được lăng mộc hắn đã lựa chọn cái chết để cứu lăng túc vân cho dù có chết cũng muốn gã tỉnh lại, cho dù có mất mạng cũng muốn người đó tiếp tục sống. Dưới ánh sáng đỏ tươi của xá thân trận, khuôn mặt nam tử tóc đỏ tái nhợt. Không biết đã qua bao lâu, tất cả đều đã trần lạc ai định. Khóe miệng Lăng Huyền giật giật, đôi lông mày sắc bén hiện lên vẻ điên cuồng. Cùng lúc đó, Thiên Loan Phong, Chiếu Mai Sơn, vũ Thanh Cung, Vạn Tượng Cung, Tu La Vực, Cực Thâm Chi Địa. Mà Cửu Thiều, Yến Trầm, Thầm Thủy Yên, Tạ Thiên Lan, Giả Kiếm Hàn, Quân Mặc. Sáu người đồng thời bừng tỉnh. Chương 137. Trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, không phải màu trắng cũng không phải màu đen, không phải mở mắt cũng không phải nhắm mắt, không cảm giác được gì lại như cảm giác được gì. Sở Mộ Vân ở trong hoàn cảnh như vậy rất kiên nhẫn chờ đợi nếu như nhìn thấy khuôn mặt hắn sẽ phát hiện vẻ mặt trông bình tĩnh kia thật ra đang che giấu bất an bởi vì dấu quá sâu nên chính hắn cũng bị lừa ở trong không gian như vậy ngoại trừ suy nghĩ của sở mộ vân thì tất cả đều yên tĩnh đây là loại cảm giác không thể miêu tả giống như cả thế giới đều chìm vào giấc ngủ chỉ mình hắn có nhắm mắt cũng không ngủ được không cảm nhận được sự tồn tại của linh không cảm nhận được sự tồn tại của bất cứ thứ gì Sở Mộ Vân nhớ rất rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn tính toán thời gian Lăng Huyền đến, cố ý sử dụng xá thân trận lấy mạng đổi mạng cứu Lăng Túc Vân. Như vậy Lăng Huyền sẽ không thể giết Lăng Túc Vân mà phải bảo vệ gã mãi mãi, theo bản năng đợi một người không biết bao giờ sẽ trở lại. Khi Lăng Túc Vân chết, Sở Mộ Vân còn cảm nhận được sự tồn tại của linh và suy nghĩ của nó lúc đó, tại sao không nói cho Lăng Huyền biết? Tại sao không nói về thuật đại hành cho Lăng Huyền biết sớm hơn? sở mộ vân vẫn chưa kịp giải thích cho nó không thể nói vì mãi đến khi gặp tham ăn lăng huyền vẫn không biết về thuật đại hành vì vậy hắn không thể làm tăng thêm biến số cho ngàn năm sau tương lai đương nhiên có thể thay đổi nhưng tương lai trước mắt sở mộ vân tuyệt đối không thể thay đổi bởi vì hắn từ tương lai trở lại đánh thức lăng huyền nếu tương lai thay đổi thì hắn ở tương lai làm sao quay lại lúc này được càng chưa nói đến ai sẽ đánh thức lăng huyền ai thiết lập thuật đại hành thậm chí là sự phát triển của thiết lập ma giới cũng bị đảo lộn từ trước đến nay sở mộ vân luôn hành động thận trọng đương nhiên sẽ không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh dù hắn có quay lại ngàn năm trước cũng sẽ không thay đổi mà thuận theo vì một tương lai đã biết trước sở mộ vân nghĩ đến chuyện này rất nhanh đã nhận ra mình đang bất an bất an đến mức phải đánh lạc hướng tâm trí bằng cách suy nghĩ không ngừng cho dù hóa thành bộ xương mất đi tất cả giác quan thì với tu vi hiện tại của hắn cũng có thể nhìn thấy tất cả bằng cách phóng thần thức nhưng hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của linh đây không phải là do biến thành bạch cốt cũng không phải do tác dụng của xá thân trận đây là bầu trời xám xịt sương mù đè xuống khiến người ngủ say không thể thở được cũng không thể tỉnh dậy sáu người vừa bừng tỉnh đều có chung một giấc mơ giấc mộng kia biến mất ngay khi mở mắt ra chỉ mơ hồ nhớ được một người không thấy rõ được khuôn mặt hắn không nghe được giọng hắn thậm chí cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn nhưng vẫn biết hắn đang ở đó cho dù là hư không cho dù là hỗn độn cho dù không có gì vẫn biết được rằng hắn ở đó bên cạnh họ xung quanh họ có thể thấy được hắn ở khắp nơi nhưng điều này không khiến họ thấy thỏa mãn ngược lại còn khơi dậy sự phẫn nộ không cam lòng bi thương và tuyệt vọng bởi vì cảm xúc này mà sáu người đều bừng tỉnh, ngồi suốt một đêm. Thật ra giấc mơ này không phải là lần đầu tiên họ mơ thấy, nhưng mỗi khi tỉnh dậy họ lại nhớ rất rõ, rõ đến mức tưởng chừng cả đời sẽ không bao giờ quên. Tuy nhiên chẳng mấy chốc khi mặt trời mọc, những ký ức không bao giờ quên ấy lại như giọt sương gặp nắng gắt, bốc lên thành hơi nước và biến mất không dấu vết. Sở mộ vân đột nhiên tỉnh lại, trước mắt là một khuôn mặt vô cùng anh Tuấn. Tóc đen da trắng, mày kiếm mắt tinh đôi môi mỏng cười nhạt đi nhìn sở mộ vân đôi mắt đen lóe lên tia tả sở mộ vân khẽ thở phào giả kiếm hàn đã lâu không gặp nhất tử nhất sinh sở mộ vân trải qua ngàn năm nhưng ở đây mới chỉ trôi qua nửa khắc mà thôi giống như những lần bị giết chết sống lại sở mộ vân vẫn tiếp tục chết đi sống lại Khóe mắt sở mộ vân liếc qua nhận ra mình không còn ở lăng vân tông lăng huyền cũng không thấy bóng dáng có lẽ khi hắn bất tỉnh, giả kiếm hàn tham ăn đã đưa hắn rời khỏi đó. Lăng tốc Vân đã thoi thóp, hắn cần phải dục linh dẫn thảo, kích hoạt con rối mới có thể khiến thân xác tương ứng tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, giả kiếm hàn ngồi ở bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại còn ác ý đưa tay chọc mặt hắn, mơ thấy ác mộng sao. Sở mộ vân nhíu mày, ngón tay giả kiếm hàn rất nóng, sau khi lướt qua gò má liền dừng ở khóe mắt của hắn. Chỗ đó ướt đẫm, rõ ràng là đã khóc ngón tay giả kiếm hàn dịu dàng lướt qua gạt đi giọt nước mắt sau đó y đặt tay bên môi vẻ mặt sở mộ vân không thay đổi nhìn y giả kiếm hàn nếm thử chậm rãi nói đắng thật xem ra trong mơ em rất đau lòng sở mộ vân hơi hoảng hốt đó là mơ sao cảnh tượng trống rỗng kia là mơ sao nhưng không có đau lòng sở mộ vân hơi lắc đầu sau đó nói không nhớ nữa ánh mắt giả kiếm hàn như ngọn đuốc dường như muốn nhìn thấu hắn biểu cảm sở mộ vân rất tự nhiên chỉ là trong mắt có chút mê man lông mày nhíu chặt giọng giả kiếm hàn hơi thất thường em còn nhớ mình là ai không sở mộ vân suy nghĩ một lát dường như không có ký ức gì nên đành lắc đầu giả kiếm hàn đột nhiên cúi người lại sát gần hắn hai người cách nhau rất gần gần đến mức chỉ cần ai động đậy là sẽ ngay lập tức hôn đối phương Sở mộ vân không cử động, giả kiếm hàn vẫn lặng lặng nhìn hắn. Khi sở mộ vân định mở miệng, giả kiếm hàn đột nhiên hôn hắn. Khoảng cách lập tức biến mất, tuy sở mộ vân hơi giật mình nhưng tâm trí hắn mạnh mẽ, không để lộ biểu cảm ra ngoài, trong mắt chỉ hiện lên chút kinh ngạc. Đây là biểu hiện bối rối và hoài nghi của một người không nhớ rõ bất cứ điều gì. Giả kiếm hàn đột ngột sông vào khoang miệng hắn, lấy khí thế như cuồng phong bão tố cho hắn một nụ hôn nóng bỏng đến hoa mắt chóng mặt tràn ngập nhiệt tình và gấp gáp bá đạo tuyên bố quyền chiếm hữu và tình yêu sâu đậm không sai là yêu sâu đậm không cần che giấu lại lộ liễu đến mức kinh ngạc nhưng sao có thể nụ hôn kết thúc sở mộ vân ngơ ngẩn nhìn y giả kiếm hàn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống hắn đôi mắt đen tràn ngập tình cảm lưu luyến nhớ cho kỹ ta là người yêu của em sở mộ vân chớp mắt giả kiếm hàn đặt một nụ hôn nhẹ lên chán hắn chậm rãi nói ta yêu em Linh cái quái gì vậy? Chương 138. Sở Mộ Vân bình tĩnh lại, suy nghĩ thật cẩn thận. Có lẽ y muốn dạy dỗ lại hắn lần nữa. Giả Kiếm Hàn đã biết chấp niệm của Sở Mộ Vân với Lăng Túc Vân nên đương nhiên sẽ không chịu phục. Vì vậy trước tiên y giết, chủ nhân, xóa sạch ký ức của Lăng Mộc, sau đó dạy dỗ hắn thành đồ sở hữu của y. Biết Sở Mộ Vân vừa trọng tình vừa thích nam nhân, Giả Kiếm Hàn liền tự ra trận, chơi bài tình cảm sở mộ vân không cần hỏi cũng biết góc trên đầu tên này tối đen như mực mở miệng đã nói ta yêu em cho dù dâm dục cũng phải hổ thẹn không bằng biết diễn thì sao sở tổng tỏ vẻ những người khiêu chiến kỹ năng của hắn đều rất thảm tính toán thời gian thì cũng không gấp lắm sau khi chủ thể chết con rối sẽ mất đi hiệu lực muốn sống lại phải thúc giục linh dẫn thảo chỉ cần trong một tháng hắn đến kịp lăng túc vân sẽ không chết thẳng cẳng một tháng chắc cũng đủ để khiến giả kiếm hàn thà lòng cảnh giác sở mộ vân suy nghĩ kỹ càng chuẩn bị đối diễn với y giả kiếm hàn thâm tình bày tỏ sở mộ vân rất ngạc nhiên tính tình giả kiếm hàn mạnh mẽ hành động tàn nhẫn dứt khoát nhưng không thể phủ nhận y có khuôn mặt rất đẹp khí thế mạnh mẽ của y sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi căn bản không dám nhìn thẳng khuôn mặt của y tuy nhiên khi y kìm hãm khí thế khuôn mặt tuấn mỹ kia lại lộ ra đặc biệt là dáng vẻ thâm tình nếu là con hồ ly dâm kia thì có lẽ đã nằm sẵn ở trên giường rồi đáng tiếc sở mộ vân lại không thích dù sao công với công cũng không có kết quả tốt sở mộ vân hơi há miệng giọng khàn khàn ta không nhớ được gì không sao đôi mắt đen của giả kiếm hàn đầy dịu dàng như hồ nước đêm xuân tuy vẫn nhìn không thấu nhưng do có chút độ ấm mà cảm nhận được lãng mạn từ từ rồi em cũng nhớ ra trong mắt sở mộ vân có hơi nghi hoặc dường như bị làm cho cảm động. Tuy nhiên lại nhíu mày lo sợ không yên, khóe miệng giả kiếm hàn nở nụ cười, không nói gì thêm, chỉ nghiêng người nằm cạnh hắn. Sở mộ vân không thấp bé nhưng dáng người của giả kiếm hàn lại vô cùng cao lớn. Y khoác tay qua, kéo hắn ôm vào lòng. Hai người thân mật giống như đôi tình nhân thực sự. Tuy sở mộ vân cảm thấy không ổn lắm, nhưng bởi vì khi tỉnh lại nhìn thấy y đầu tiên, hơn nữa cũng không hại mình nên có chút y lại vào y cầm giả kiếm hàn cỏ cọ đỉnh đầu hắn chậm rãi nói em ngủ tiếp đi sở mộ vân đáp được nhưng vẫn không ngủ được một lát sau sở mộ vân lại hỏi ta tên gì giả kiếm hàn nói lăng mộc sở mộ vân hơi bất ngờ tên này lại không giấu giếm rất nhanh giả kiếm hàn lại nói thêm cũng là đoan đoá của ta sở mộ vân thực lực của tên này làm ảnh hưởng đến diễn xuất bình thường của hắn hai người ôm nhau ngủ một đêm ngày hôm sau tỉnh lại vô cùng sảng khoái sở mộ vân cũng không vội vàng hỏi thăm lăng huyền đi đâu nếu giả kiếm hàn đã tự tìm đến cửa thì không có lý do gì mà không dạy dỗ y một phen bạn học tham ăn cũng rất phối hợp đóng vai một tình nhân hoàn hảo đều là tình nhân hoàn hảo nhưng phong cách của y lại không giống như mặc cửa thiều và tả thiên lan vị này vẫn bá đạo khi theo đuổi người khác ví dụ như khi bọn họ đi ăn giả kiếm hàn không hỏi hắn ăn gì đã trực tiếp gọi món lại ví dụ như khi sở mộ vân vừa mới sống lại trên người không có gì y sẽ mua tất cả quần áo vũ khí tốt nhất nhưng không bao giờ hỏi một câu sở mộ vân có thích hay không mặc dù những gì y mua đều là tốt nhất phù hợp nhất không thể bắt bẻ gì nhưng thái độ bá đạo lại không thể che giấu được sở mộ vân biết ý y nên vui vẻ thuận theo thật ra tình nhân như vậy cũng không tệ từ góc độ nào đó mà nói thì đây giống như may mắn của chứng ám ảnh cưỡng chế vậy ví dụ như linh cục cương rất hưởng thụ a a a không ngờ tham ăn lại tuyệt vời như vậy sở mộ vân linh tốt quá rồi đi theo tham ăn đại đại sẽ không mất công lựa chọn không cần ra quyết định cũng không cần phải đắn đo nữa sở mộ vân như vậy hắn sẽ dứt khoát cho ngươi kết quả linh đúng vậy hơn nữa kết quả này rất tuyệt vời không cần phải lo lắng nữa sở mộ vân linh không đúng ở đâu sao Sở mộ vân suy nghĩ, nếu là ngươi công lược, bảy ma tôn chắc chắn sẽ dơ cờ trắng đầu hàng. Linh QAQ, sở mộ vân, được rồi, ta đùa đấy, nếu là ngươi chắc chắn sẽ bị ngạo mạn ăn sạch sẽ đến xương không còn. Linh run rẩy hu hu hu, cuộc sống thoải mái kéo dài khoảng một tuần, thể chất chiêu hỏa của giả kiếm hàn lại online. Dù lần trước nhờ sự xuất hiện của lăng mục mà rất nhiều người từ bỏ ý định đánh lén giả kiếm hàn, nhưng khi mọi chuyện trôi qua, vài người lại ngo ngoe dục dịch muốn ra tay. Hơn nữa lần này còn có chuẩn bị mà đến, giả kiếm hàn không để ý cho lắm, loại chuyện này xảy ra quá thường xuyên, y cũng không thèm quan tâm. Nhưng ngoài ý muốn chính là mục tiêu lần này của đám người kia không phải là giả kiếm hàn, mà là khống chế sở mộ vân trước tiên. Thật ra, sở mộ vân chỉ cần nâng tay là có thể giết chết tên cao gầy đang bắt cóc mình. Tuy nhiên hắn vẫn đang trong vai diễn, Lăng Mục vừa mới chết đi sống lại, mất đi tất cả ký ức, ngay cả lẽ thường cũng không hiểu sao có được kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy hắn ớ mờ dâng mình lên, nếu không với năng lực của đám người này thì còn lâu mới bắt được hắn. Giả kiếm hàn rất cẩn thận, tuy nhiên sở mộ vân đã nghiêm túc đào hố thì mấy ai lại không nhảy xuống. Tên cao gầy đặt trường kiếm lên cổ sở mộ vân, lời nói đầy tàn nhẫn, giả kiếm hàn. Không muốn hắn chết thì dừng tay đôi mắt giả kiếm hàn nheo lại, lòng bàn tay bốc xương đen, nhưng vẫn không ra tay. Tên cao gầy thấy thế thì đắc ý, tuy bọn họ đoán được lăng mục rất quan trọng với giả kiếm hàn nhưng không ngờ có thể bắt được hắn nhanh như vậy. Quả nhiên lời đồn không đáng tin, thiên tri kiêu tự ư. Chỉ được có đến thế, có con tin, trận đấu này không thể tiếp tục nữa. Giả kiếm hàn thu lại chiêu thức, nhìn chăm chăm vào gã. Tên cao gầy kia bị y nhìn đến hãi hùng khiếp vía nhưng vì trong tay cầm phiếu thịt nên cũng to gan hơn ngươi biết bọn ta muốn gì chỉ cần ngươi cho ta sẽ thả hắn ra được giả kiếm hàn bình tĩnh nói ra lời này cầm kiếm cắt xuống cổ tay nơi đó là động mạch chỉ một vết cắt cũng khiến máu chảy ra không ngừng máu của giả kiếm hàn tính ra còn quý hơn thịt đường tăng thấy nó chảy ra như thế mắt những người xung quanh đều sáng rực nhìn thấy đám người sắp phát điên Tên cao gầy lại có giá tâm rất lớn, đừng có lừa gạt bọn ta. Thứ ta muốn chính là máu trái tim ngươi. Chương 139. Đây thật sự là một người hiểu biết. Sở Mộ Vân không rõ gã biết thật hay là mèo mù vớ phải chuột chết, nhưng gã nói rất đúng. Máu đầu tim Giả Kiếm Hàn thật sự là một bảo vật, người bình thường dùng sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi, tuổi thọ kéo dài, tu sĩ dùng sẽ đột phá cảnh giới, lĩnh hội sức mạnh cường đại còn có lời đồn nếu được giả kiếm hàn tặng sẽ nhận lại năng lực cắn nuốt của y. Nếu thật sự như vậy thì thứ kia quả thật là vô giá. Dù sao giả kiếm hàn kiêu ngạo hàng ngàn năm, không ai làm gì được y cũng nhờ vào năng lực quỷ dị này. Tuy nhiên máu đầu tim không thể so với máu ở những chỗ khác, rút ra sẽ đau thấu xương. Người bình thường thả chết chứ không chịu được hành hạ như vậy. Càng đừng nói đến lấy máu đầu tim như lấy đi trái tim, cho dù có lấy cũng không sống được bao lâu dù sao cũng đều phải chết cần gì trước khi chết phải chịu tội trên mặt sở mộ vân tràn ngập nôn nóng nhưng trong lòng lại không quan tâm xem ra vở kịch này có thể hạ màn được rồi giả kiếm hàn đương nhiên sẽ không dành chơi tiếp với hắn vốn dĩ uy hiếp này đã chẳng có sức nặng gì chưa nói đến việc hắn có đủ quan trọng để giả kiếm hàn lấy máu đầu tim không cho dù có quan trọng thật thì sao thân thể hắn bất tử có chết cũng nháy mắt là sống lại sau khi sống lại còn mất trí nhớ, dạy dỗ lại từ đầu cũng không có gì khó. Sở mộ vân nghĩ như vậy, đã chuẩn bị sẵn tâm lý, hy sinh. Chết nhiều rồi cũng quen, không có gì ghê gớm, nhưng người tính không bằng trời tính, lần này sở mộ vân lại tính sai rồi. Tên cao gầy kia đưa ra yêu cầu xong cũng cảm thấy trột giả, nhưng lời cũng đã nói ra, tham vọng mê hoặc tâm trí gã, trường kiếm đặt trên cổ sở mộ vân cũng run rẩy, không rõ là do lo lắng hay hưng phấn giả kiếm hàn rốt cuộc ngươi có cho không không cho ta sẽ được giả kiếm hàn bình tĩnh nói ra lời này khuôn mặt tên cao gầy cũng vì vậy mà vặn vẹo bởi vì mừng như điên mà không kiềm chế được thật sao gã vội vàng hỏi lại giả kiếm hàn không chút do dự giơ tay lên xương đen hóa thành một ống dài rỗng ruột cách quần áo nhắm về phía trái tim đồng tử sờ mộ vân co rút linh đây 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 là muốn làm gì cùng với tiếng kêu sợ hãi của Linh, giả kiếm hàn đâm mạnh cái ống vào trái tim. Lấy máu đầu tim đau đớn như thế nào không mấy ai biết, nhưng sở mộ vân lại biết. Bởi vì đây là thiết lập mà hắn viết ra. Trong tiểu thuyết, máu đầu tim của một em gái bên cạnh nhân vật chính có tác dụng đặc biệt, nàng vì nhân vật chính mà tự nguyện lấy ra. Quá trình này được sở mộ vân miêu tả rất kỹ, vì vậy hắn biết rõ ràng đau đớn như thế nào. Nỗi đau ấy còn đáng sợ hơn cái chết, Đau đến mức ngay cả người kiên cường nhất cũng phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, khiến người ta mất đi lý trí gần như phát điên. Nếu không có chấp niệm sâu đậm thì không ai muốn chịu đựng. Nhưng lúc này, Giả Kiếm Hàn lại không chút do dự. Sở Mộ Vân mở miệng, giọng nói có chút run rẩy, "Ngươi đang làm cái gì?" Giả Kiếm Hàn không nhìn hắn, tiếp tục đẩy ống đen vào sâu hơn. Trong suốt quá trình, ngoại trừ sắc mặt của y hơi trắng thì không còn gì bất thường đau đớn như vậy nhưng y lại gồng mình chịu đựng mày cũng không nhíu một cái sở mộ vân rất bình tĩnh trong giây phút này có vô số các suy nghĩ lướt qua trong đầu hắn mà đáp án đều chỉ có một giả kiếm hàn đang diễn kịch lợi dụng điều này để lấy lòng tin của hắn nhưng chẳng lẽ y không biết nếu lấy máu đầu tim y cũng sẽ chết sao người cũng đã chết có được lòng tin thì làm được gì giọng linh run rẩy không thành lời mau cứu tham ăn đại đại y sẽ chết thật sự chết đấy. Sở mộ vân bình tĩnh hỏi một câu, góc trên đầu. Linh, không sáng. Sở mộ vân, duy trì tỉnh táo. Linh, được kêu ai Một cơn gió ôn hòa ngăn lại những suy nghĩ lung tung, sở mộ vân nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn không thể để giả kiếm hàn chết, nhưng nếu không làm gì thì tên điên này chắc chắn sẽ chết. Mà chỉ cần hắn hành động thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Đây là một mồi nhử, Tuy không biết tại sao nhưng sở mộ vân cảm giác được giả kiếm hàn đang thử hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể giả vờ làm lăng mộc, mà tình cảm của lăng mộc với giả kiếm hàn chưa đủ để tự sát vì y. Cho nên hắn không thể hành động tùy tiện, chỉ cần vừa ra tay thì giả kiếm hàn sẽ bắt bài. Rốt cuộc y đã phát hiện ra chuyện gì, biết được chuyện gì, có kế hoạch gì, hay chỉ đơn giản muốn thu phục lăng mộc. Không thể nào, lăng mộc còn chưa quan trọng đến mức đấy. Vì vậy, rốt cuộc y đang muốn làm gì? Cứ để như thế giả kiếm hàn sẽ chết sao? Hay là không phải, dù sao ba ngàn năm sau đế tôn tham ăn vẫn sống? Nhưng điều này cũng không chứng minh được gì. Hắn sống trong quá khứ, chuyện hắn làm sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Ảnh hưởng như thế nào? Chẳng may tương lai tham ăn vẫn sống là vì sự thỏa hiệp lần này của hắn thì sao? Nếu hắn không làm gì, tương lai sẽ thay đổi thì sao? sinh tử của giả kiếm hàn lúc này không thể dựa vào tương lai mà biết đáp án sở mộ vân không tin giả kiếm hàn thật sự muốn chết nhưng ai có thể đảm bảo một nam nhân tính cách liều lĩnh sẽ làm theo quy tắc sao nhìn thấy chất lỏng tuôn ra theo đường ống cơ thể sở mộ vân căng thẳng chuẩn bị chết lần nữa đúng lúc này giả kiếm hàn lại đột nhiên nhếch môi sở mộ vân nhìn thấy lập tức dừng lại trong chớp mắt không ai nhìn thấy giả kiếm hàn làm gì nhưng hình ảnh dừng lại cuối cùng lại khiến người ta ớn lạnh. Cúng đen kia đã biến mất, máu đầu tim lại không nhỏ đến nửa giọt. Người thật sự ngã xuống đất là tên cao gầy và lăng mục bị bắt làm con tin. Giả kiếm hàn xiên qua trái tim lăng mục đâm chết tên cao gầy phía sau. Một chiêu hai mảng, tên cướp và phiếu thịt cùng chết. Quần chúng vây xem đều sợ đến ngây người. Bọn họ trơ mắt nhìn nam nhân tàn ác đi ngang qua, ánh mắt y nhìn lăng mục dịu dàng đến bất ngờ hành động ôm hắn vào lòng cũng rất nhẹ nhàng có người đến gần còn nghe được giọng y thì thầm máu lạnh thật đấy lời nói nhẹ nhàng như ảo giác dù sao thì tên giết người như giả kiếm hàn có tư cách gì mà oán hận lăng mộc máu lạnh đáng tiếc lăng mộc vừa mới chết không nghe được mà linh cục cưng bị cốt chuyện lật mặt này làm cho chấn động nào có nghe được lời thì thầm này giả kiếm hàn cẩn thận ôm người vào lòng khi quay lại đôi mắt đen nhánh chỉ còn sát khí lộ liễu mặt trời thong thả lặn xuống, rừng cây yên tĩnh không một người sống, máu tươi thấm đẫm mặt đất khiến những cây bách tùng cũng nhúm luồng sát khí. Không một người sống, giả kiếm Hàn đương nhiên không để bọn họ còn sống, dù sao y cũng không có ý định để bất cứ ai biết được chuyện Lăng Mộc chết đi có thể sống lại. Chương 140, lần này Sở Mộ Vân chết rất nhanh gọn lẹ, không biết là giả kiếm Hàn làm thế nào mà hắn không hề cảm thấy đau đớn sở mộ vân cũng không tìm tòi quá sâu về chuyện này dù sao sát nghiệp của giả kiếm hàn rất nặng ra tay giết người rất có kinh nghiệm lúc chết không đau nhưng sống lại thì đau dù sao cơ thể bị phá hủy cần hồi phục như cũ mà quá trình khôi phục này đi kèm nỗi đau đớn không thua gì cái chết sở mộ vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý quả nhiên sau giây phút ngắn ngủi hắn liền cảm giác được cơn đau khiến da đầu tê dại trái tim lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nên nỗi đau cũng gấp đôi. sở mộ vân nhịn xuống, siết chặt bàn tay, lực mạnh đến mức suýt xé rách móng tay. đúng lúc này có người cầm tay hắn, động tác nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. sở mộ vân không có thời gian để bận tâm, cảm giác đau đớn làm suy yếu khả năng phán đoán của hắn cũng không dành để tính kế lúc này. người thiếu kiên nhẫn lại là giả kiếm hàn, trận này y không thắng nhưng cũng không gọi là thua từng đợt đau đớn giống như nước biển dâng cao những cơn sóng ngày càng mạnh khiến người ta không thể ngăn cản sở mộ vân cố gắng chịu đựng khi hắn chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận đau đớn tiếp thì đột nhiên một luồng nước ấm bao phủ lấy thân thể hắn sau đó mọi cơn đau biến mất cảm giác này đột ngột đến mức khó chú ý bởi vì chết quá nhiều lần nên sở mộ vân biết rõ vết thương sẽ không khép lại nhanh như vậy hơn nữa dù có khép lại thì nỗi đau đớn cũng sẽ không biến mất ngay lập tức mà cần một thời gian dài mới có thể từng chút một biến mất. Vì vậy, giả kiếm Hàn đang làm gì? Sở Mộ Vân ngay lập tức hiểu ra, khi chết khiến hắn không cảm thấy đau đớn, lúc sống lại cũng chia sẻ nỗi thống khổ với hắn. Năng lực cắn nuốt quả thật có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên khả năng cắn nuốt cũng mang đến một số tác dụng phụ, ví dụ như chuyển cơn đau. Sở Mộ Vân không cảm nhận được nữa mà đến lượt giả kiếm Hàn chịu đựng đáng tiếc sở mộ vân không thể mở mắt ra. Quá trình cơ thể hắn khôi phục như cũ được xem như trạng thái bất tử, có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nhưng không thể điều khiển được cơ thể, nói chuyện hay mở mắt đều không làm được. Khoảng nửa giờ sau, quá trình sống lại kết thúc, sở mộ vân cũng tỉnh lại. Lúc này đã là đêm khuya, độ ấm trong phòng thích hợp, trong góc chỉ có một hạt châu to bằng nắm tay đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ, không thể chiếu sáng cả căn phòng nhưng lại có tác dụng an thần sở mộ vân nhìn kỹ thì mới nhận ra nam nhân ở cạnh mình sắc mặt giả kiếm hàn rất trắng dưới ánh sáng mờ mờ này lại càng trắng như tuyết không có sức sống sở mộ vân nhíu mày giả kiếm hàn đứng dậy mở miệng nói nghỉ ngơi cho tốt giọng của y khàn khàn ma sát trong tai người nghe khiến người ta cảm thấy đau lòng giả kiếm hàn xoay người rời đi bước chân rất vững vàng nhưng ánh mắt sắc bén của sở mộ vân lại thấy được bộ y phục màu đen lại dính sát sau lưng y thậm chí còn phản sáng đầy bất thường. Hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đồng tử mắt sở mộ vân co rút mạnh. Sau đó hắn cúi đầu, thấy được dấu chân lưu việt nước của giả kiếm hàn. Đây là mồ hôi ướt đẫm cơ thể, y thật sự lấy ra máu đầu tim của mình, chịu lấy đau đớn cùng cực. Tuy sau đó đã ngay lập tức trả máu về nhưng chỉ bảo vệ được tính mạng, nỗi đau thống khổ lại không giảm bớt chút nào. Khi y giết tên cao gầy và sờ mộ vân, không biết y đã làm gì nhưng sở mộ vân lại chắc chắn mình không cảm nhận được đau đớn khi trái tim bị xé nát chẳng lẽ đây không phải là do kỹ năng giết người mà là do y sử dụng cắn nuốt cắn nuốt cảm giác đau đớn của hắn cũng không đúng rõ ràng khi hắn vừa sống lại giả kiếm hàn đã dùng cắn nuốt trong thời gian ngắn y không thể dùng hai lần như vậy được ngắn sao sở mộ vân nhẹ giọng hỏi linh thời gian ta chết đến lúc sống lại đã trôi qua bao lâu Linh, khoảng 2 tiếng. Sở Mộ Vân hơi ngạc nhiên, lâu như vậy sao? Linh, đúng vậy, có khi còn lâu hơn, bởi vì cục cương bị dọa đến mức chết máy một thời gian. Sở Mộ Vân cụp mắt, trong lòng lại hiểu rõ, hơn 2 tiếng cũng đủ để Giả Kiếm Hàn dùng cắn nuốt hai lần. Tuy lần này hắn chết nhưng người chịu tội lại là Giả Kiếm Hàn. Thế nhưng, tại sao y lại làm như vậy? Biết rõ hắn sẽ mất trí nhớ thì làm vậy có ích gì? Sở Mộ Vân không thể nghĩ ra, tuy nhiên thịt trong tim cũng gọi là thịt, giả kiếm Hàn chịu tội như vậy, Sở Mộ Vân cũng có chút xúc động. Dù sao giả kiếm Hàn bị uy hiếp là do Sở Mộ Vân cố tình làm vậy. Tuy sau đó còn có nhiều chuyện phát sinh nhưng không thể phủ nhận Sở Mộ Vân chính là người khởi xướng. Trong mơ hồ, Sở Mộ Vân đột nhiên có một suy nghĩ. Nếu lúc đó hắn chủ động tự sát, giả kiếm Hàn vẫn sẽ cắn nuốt đau đớn của hắn, khiến hắn chết không hề đau đớn hai ba ngày sau mọi thứ lại đâu vào đấy giả kiếm hàn kiên nhẫn nói lại lần nữa khóe miệng y nở nụ cười dùng giọng điệu mê hoặc nói với sở mộ vân em là người yêu của ta ta yêu em sở mộ vân đương nhiên không quan tâm hắn diễn từng bước một để mọi chuyện theo tự nhiên một tháng đối với những người có tuổi thọ lên đến ngàn năm thì chỉ xem như cai chớp mắt sở mộ vân tính toán thời gian chuyện lăng túc vân không thể kéo dài thêm được nữa hắn quan sát giả kiếm hàn hàng ngày như vậy cảm thấy không có gì bất thường mấy ngày nay bọn họ sống chung vô cùng hòa hợp sở mộ vân cảm giác giả kiếm hàn ngày càng tin tưởng hắn giám sát cũng dần lơi lỏng sau khi thử vài lần sở mộ vân cảm thấy đã đến lúc tới lăng vân tông trong đêm tối hắn bày mê trận tạo ảo giác mình đang ngủ trên giường sau đó mới bước ra khỏi cửa về phần thi thể lăng túc vân Sở Mộ Vân chắc chắn Lăng Huyền sẽ chăm sóc tốt giúp hắn. Bởi vì Tiểu Lang Huyền biết, chỉ cần Lăng Túc Vân vẫn ở đây, Lăng Mộc chắc chắn sẽ trở lại. Sở Mộ Vân đến Lăng Vân Tông, quả nhiên bắt gặp nam tử tóc đỏ ôm kiếm đứng trong phòng Lăng Túc Vân. Hai người nhìn nhau, khóe mắt Lăng Huyền hạ xuống, thu lại vẻ kiêu ngạo cuồng vọng, trong mắt sâu không thấy đáy. Sở mộ vân không để tốn thời gian nữa, đi thẳng vào vấn đề, có việc gì thì lát nữa nói, ta cứu gã trước đã. Lăng Huyền mím chặt môi mỏng, không nói gì. Sở Mộ Vân đi lướt qua y đến cạnh giường, ngón tay chạm lên cổ tay Lăng Túc Vân. Ngay sau đó sắc mặt Sở Mộ Vân hơi thay đổi, linh dẫn thảo không ở trong cơ thể Lăng Túc Vân. Đúng lúc này, một luồng khí thức quen thuộc xuất hiện. Sở Mộ Vân và Lăng Huyền đều quay lại, nhìn về phía nam tử vừa có mặt. Ngón tay giả kiếm hàn vuốt ve trồi non xanh biếc, y nhìn về phía Sở Mộ Vân, nở nụ cười như có như không, tìm thứ này sao? hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe